Chào mừng anh chị đến với channel của Ninh Tuấn Bất Động Sản. Buổi sáng hôm nay em Tuấn có mặt trên con đường 35m giữa dự án xây dựng Hà Nội và dự án HUD. Dạ, thì một hướng sẽ về trung tâm của khu công nghiệp 12356, chỉ cách khoảng 1 cây số thôi. Dạ, thì hôm nay anh chị và em Tuấn cùng đi khảo sát một nền đất siêu đẹp nằm trên con đường 35m thuộc dự án HUD nhá. Dạ, thì nốt đất chúng ta đây, chúng ta cùng đi vào nốt đất nhá. Đây là vị trí nốt đất này, có chiều ngang là 5m, chạy dài sâu vào trong là 25m, tổng diện tích là 125m², phun thổ cư. Xung quanh là dân cư đã có sẵn rồi này. Kế bên là khu biệt thự 26 căn biệt thự này, nằm trên trục đường kinh doanh buôn bán 35m, vỉa hè 10m. Anh chị mua về có thể mở văn phòng, cho thuê mặt bằng, rồi gần như sau này khu vực này sẽ là khu vực trung tâm của dự án, là dự án HUD và dự án xây dựng Hà Nội. Và kế bên này, khu vực chúng ta đó là cái căn nhà đang xây này, đang được xây dựng này. Đấy, rất là nhiều nhà xây dựng luôn. Trước mắt chúng ta đó là tòa nhà dầu khí đấy ạ. Đấy, nhà san sát này. Ngay ngã tư vòng xoay giữa một hướng là sẽ về trung tâm dự án HUD, và hướng còn lại khoảng 8 km sẽ về trung tâm của huyện Nhân Trạch. Dạ, đây vị trí nô đất đây. Đấy, 5 x 2 năm, phun thổ cư, vỉa hè 10m. Anh chủ đang đưa ra với mức giá chỉ với 2 tỷ 500 triệu. Anh chị quan tâm liên hệ với em Tuấn qua số điện thoại 0374 516 390. Em Tuấn xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.